Chương 5. Quản lý nhà nước về quy hoạch. Điều 55. Trách nhiệm quản lý nhà nước về quy hoạch của chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ. 1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về quy hoạch, ban hành kế hoạch, chính sách, giải pháp và bố trí nguồn lực thực hiện quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia và quy hoạch sử dụng đất quốc gia. 2. Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch, chính sách, giải pháp và bố trí nguồn lực thực hiện quy hoạch ngành quốc gia quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh. 3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối giúp chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về quy hoạch và có nhiệm vụ quyền hạn sau đây. A. Ban hành hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch. B. Trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành kế hoạch chính sách giải pháp và bố trí nguồn lực thực hiện quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng. C trình thủ tướng chính phủ thành lập hội đồng thẩm đẩm định quy hoạch tổng thể quốc gia quy hoạch vùng d hướng dẫn bộ cơ quan ngang bộ ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc lập và tổ chức thực hiện quy hoạch d ban hành định mức cho hoạt động quy hoạch e chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về quy hoạch g chủ trì phối hợp với tổ chức quản lý hoạt động đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động quy hoạch H. Phối hợp với cơ quan tổ chức có liên quan phổ biến giáo dục pháp luật về quy hoạch. 4. Bộ cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc thực hiện quản lý nhà nước về quy hoạch và có nhiệm vụ quyền hạn sau đây. A. Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch, chính sách, giải pháp và bố trí nguồn lực thực hiện quy hoạch ngành quốc gia, thành lập hội đồng thẩm định quy hoạch ngành quốc gia. B. Tổ chức thực hiện quy hoạch ngành quốc gia các nội dung quy hoạch trong quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch vùng theo thẩm quyền. C, kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về quy hoạch. D, khen thưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong hoạt động quy hoạch. 5. Bộ Tài nguyên và Môi trường có nhiệm vụ quyền hạn quy định tại khoản 4 điều này và nhiệm vụ quyền hạn sau đây. A, chủ trì phối hợp với bộ cơ quan ngang bộ và ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất để thực hiện quy hoạch cấp quốc gia quy hoạch vùng b trình chính phủ ban hành kế hoạch chính sách giải pháp và bố trí nguồn lực thực hiện quy hoạch đối với quy hoạch không gian biển quốc gia quy hoạch sử dụng đất quốc gia c trình thủ tướng chính phủ thành lập hội đồng thẩm định quy hoạch không gian biển quốc gia quy hoạch sử dụng đất quốc gia quy hoạch sử dụng đất quốc phòng cấp quốc gia, quy hoạch sử dụng đất an ninh cấp quốc gia. 6. Bộ Tài chính có nhiệm vụ quyền hạn quy định tại khoản 4 điều này và nhiệm vụ quyền hạn sau đây: a. Chủ trì phối hợp với bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình chính phủ ban hành chính sách, giải pháp bảo đảm nguồn lực tài chính để thực hiện quy hoạch. b. Được bãi bỏ. Điều 56. Trách nhiệm quản lý nhà nước về quy hoạch của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về quy hoạch tại địa phương và có nhiệm vụ quyền hạn sau đây: 1. Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành kế hoạch, chính sách, giải pháp và bố trí nguồn lực thực hiện quy hoạch tỉnh. 2. Tổ chức thực hiện quy hoạch tỉnh. 3. Phối hợp lập quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng liên quan. 4. Tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật về quy hoạch. 5 kiểm tra thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về quy hoạch. 6. khen thưởng cơ quan tổ chức cá nhân có thành tích trong hoạt động quy hoạch.